Mấy ngày hôm nay có bạn đồng học từ đại lục đến đây tham học, hỏi tôi là trong nhà anh có cúng dường tượng Phật vẫn chưa khai quang, thì có cần mời pháp sư đến khai quang hay không? Khai quang là ý nghĩa gì đây? Ý nghĩa thật sự của khai quang chính là khi pho tượng này làm xong rồi, khi chúng ta bắt đầu sử dụng. Khi bắt đầu sử dụng nhất định phải đem ý nghĩa tạo tượng nói rõ ràng, nói minh bạch, thì đó gọi là khai quang. Sau đó khi bạn nhìn thấy pho tượng này thì quang minh tự tánh của chính bạn liền hiển lộ, là tượng Phật khai quang cho chúng ta, không phải là người khai quang cho tượng Phật. Vì pháp sư này khai quang cho tượng Phật thì pho tượng này sẽ linh thiêng, nếu không khai quang thì tượng Phật sẽ không linh thiêng nữa. Vậy thì tôi hỏi bạn, bạn lễ bái pho tượng Phật để làm gì? Bạn lễ bái pháp sư là được rồi. Pháp sư làm cho tượng Phật linh thiêng thì sẽ linh thiêng, làm cho tượng Phật không linh thiêng thì tượng Phật sẽ không linh thiêng. Bản lãnh của pháp sư vượt qua pho tượng Phật rồi, sao lại có thể ngu si đến như vậy chứ? Cho nên bạn cúng dường pho tượng Phật này, tượng Phật là thời thời khắc khắc khai mở quang minh tự tánh bạn. Trong nhà bạn cúng dường tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, khi bạn nhìn thấy tượng Địa Tạng Bồ Tát thì liền nghĩ đến mình cần phải hiếu thuận cha mẹ, mình cần phải tôn kính sư trưởng. Ý niệm này vừa sanh thì chính là quang minh rồi. Khi nhìn thấy tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi liền hiểu là tôi cần phải lấy tâm từ bi, tâm yêu thương đối với hết thảy chúng sanh. Cho nên khi nhìn thấy tượng, tâm liền sanh khởi lên. Điều này gọi là khai quang. Cho nên hình tượng Phật Bồ Tát có nhiều như vậy, chính là tánh đức của tự tánh chúng ta vô lượng vô biên. Mỗi một tạo tượng là đại biểu cho một loại tánh đức. Cho nên Phật giáo không phải là đa thần giáo, không phải là phiếm thần giáo, mà là một công cụ dạy học. Tuy là không hiểu ý nghĩa này, nhưng nhìn thấy tượng Phật có lợi ích hay không? Cũng có lợi ích. Đó là đã trồng xuống chủng tử của hình tượng Phật Bồ Tát ở trong nội tâm sâu thẳm rồi. Chủng tử này là chủng tử tốt, không phải là chủng tử xấu. Sau này gặp được duyên, vừa nghe được người khác giải thích, anh liền sẽ giác ngộ, biết được việc tạo tượng có rất nhiều ý nghĩa ở trong đó. Cho nên không nên xem tượng Phật như là thần minh, như vậy thì sai rồi. Cho nên người bình thường hiện nay không tìm hiểu những đạo lý này, nên Phật giáo biến thành tôn giáo rồi. Phật giáo nguyên bản vốn không phải là tôn giáo, mà là giáo dục. Bạn nói xem biến thành tôn giáo có đáng đau buồn không chứ? Biến hình tượng Phật Bồ Tát thành thần minh để quỳ lại, điều này gọi là mê tín. Trong nhà Phật có lễ bái, có nghi thức, những nghi thức đó hoàn toàn là ý nghĩa giáo dục. Đều là biểu pháp. Những dụng cụ cúng dường trước hình tượng Phật Bồ Tát, trong những đồ bày biện, chúng ta nhất định phải có hương. Hương biểu đạt ý nghĩa gì vậy? Hương biểu đạt tín hương, biểu đạt giới định huệ. Đó là giới hương, định hương, huệ hương. Hương có thể làm cho thân tâm được vui vẻ. Phật Bồ Tát dạy chúng ta điều gì khiến cho thân tâm chúng ta vui sướng nhất? Đó là giới định huệ. Vì vậy nén hương này là đại biểu cho giới định huệ. Chúng ta nhìn thấy rồi, ngửi thấy rồi, thì đừng nghĩ đến tôi phải tu giới, tu định, tu huệ. Đó là ý nghĩa này.
không phải là Phật Bồ Tát muốn ngửi hương, đều là hiểu sai rồi. Cúng một ly nước cũng không phải các ngài muốn uống. Nước biểu đạt cho điều gì? Nước biểu đạt cho tâm chúng ta. Nhìn thấy nước thì nghĩ tâm chúng ta cần thanh tịnh, không ô nhiễm như nước. Cần nghĩ tâm chúng ta bình đẳng, không khởi sóng như nước này. Khiến cho chúng ta nhìn thấy hình tượng này để học tập. Tâm của chúng ta từ sớm đến tối vọng niệm rất nhiều. Vọng niệm là sóng. Tham sân si mạng trong tâm chính là ô nhiễm. Cho nên khi cúng dường không thể cúng trà, mà phải cúng ly nước trong. Nước trà có màu sắc nên bị ô nhiễm rồi. Cúng nước trà thì xem như là cúng tham sân si rồi. Vì vậy không thể cúng nước trà mà phải cúng nước trong. Đó chỉ là biểu pháp, đều là khiến tự chính chúng ta nhìn, để sau khi nhìn thấy rồi thì lập tức giác ngộ. Tôi trong cuộc sống hàng ngày xử sự đãi người tiếp vật cần dùng tâm như thế nào, cần dùng tâm thái như thế nào. Cúng hoa, hoa đại biểu cho nhân. Sau khi khai hoa sẽ là kết quả. Hoa tốt thì quả tốt. Hoa tốt là trồng thiện nhân, bạn tương lai sẽ được thiện quả. Không có một điều gì là không nhắc nhở bạn. Thí dụ như cúng đèn nến. Đèn nến đại biểu cho đốt cháy thân mình để soi sáng cho người khác. Người ngày nay đó là hy sinh phụng hiến bản thân mình, là biểu đạt cái ý nghĩa này. Cho nên Phật trong kinh điển có một bộ kinh gọi là Tạo Tượng Công Đức Kinh. Tạo pho tượng Phật này có công đức gì? Công đức vô lượng vô biên. Bạn giúp đỡ rất nhiều người khai trí huệ, bạn nhắc nhở rất nhiều người hiếu thân, tôn sư, từ bi, trí huệ. Thực tiễn, thực tiễn chính là thật làm. Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho thật làm. Cho nên đó là công cụ dạy học. Sự thù thắng của công đức không có thứ gì khác có thể so sánh được. Người thường giữ tâm này thì ngay đến người xem tướng đoán mạng của thế gian đều hiểu được. Tướng tùy tâm chuyển. Bạn thường xuyên xem tượng Phật, thường xuyên xem tượng Bồ Tát. Tượng Phật là tướng của trí huệ, tướng của từ bi. Cho nên người ta nói là người thích tạo tượng Phật, tương lai anh ấy được quả báo là thân tướng trang nghiêm. Điều này là có đạo lý, không phải là không có đạo lý. Thường xuyên nhìn tượng Phật sẽ thường xuyên giữ tâm thiện, tâm hiếu, tâm kính, tâm từ bi, tâm trí huệ đều là tâm thiện. Vậy thì tướng của anh ấy làm sao mà không tốt được chứ? Tướng mạo chuyển thì thể chất thân thể cũng sẽ chuyển. Điều này là nói công đức tạo tượng không thể nghĩ bàn, thù thắng vô cùng. Chúng ta cần hiểu được ý nghĩa này. Đêm liên hoan ấm áp năm nay của chúng ta sẽ cầu nguyện vì hòa bình thế giới. Chúng ta có khoảng 1.000 người, bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 31 đến 8 giờ sáng ngày mùng 1. Thời gian cầu nguyện là 12 giờ đồng hồ. Chúng ta cầu nguyện hòa bình chính là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, vì chính tôn giáo đều ở cùng nhau. Vì vậy chúng tôi treo lên hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát. Không thuận tiện lắm, không thuận tiện cúng dường, vì chính đại tôn giáo cầu nguyện ở đó. Chúng tôi nghĩ ra phương pháp gì vậy? Chúng tôi in hình Quán Thế Âm Bồ Tát thành một tấm hình thẻ nhỏ, nhỏ như tấm thẻ vậy. Mỗi một người có thể cầm một chiếc trên tay. Cách này rất tốt.
Phía sau tấm thẻ này tên biểu tượng của chính tôn giáo liên kết cầu nguyện năm nay, là một kỷ niệm rất tốt. Các bạn đồng tu muốn tôi chọn hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên họ mang hai tập ảnh đến cho tôi. Tôi xem qua thấy đều không thích hợp, quyết định là chọn lấy hình tượng Quan Âm nghìn tay ở lầu 4 của cư sĩ Lâm chúng ta. Hôm qua chúng tôi đi chụp mấy tấm hình rồi. Sau khi rửa ảnh xong sẽ in thành tấm thẻ Phật này. Hôm nay cần nhanh chóng rửa ảnh xong, sau đó lập tức đi in. Chúng ta in 10.000 tấm thẻ để ở chỗ đó. Người nào thích đều có thể tự lấy, không thể tặng người để kết duyên, vì có rất nhiều giáo đồ khác, chúng ta không thể lôi kéo tín đồ của người ta. Chúng ta chung sống hòa mục, chúng ta chỉ có xây dựng, chứ nhất định không phá hoại. Cho nên nhất định phải hiểu được ý nghĩa của tạo tượng, công đức của tạo tượng, sự thù thắng vô cùng của tạo tượng. Trong điều này một chút mê tín cũng không có. Bất luận hình tượng trong Phật Pháp nào cũng đều là khởi phát trí huệ chân thật của con người, giúp đỡ người giác ngộ, giúp đỡ người chuyển mê thành ngộ. Gần đây có một số bạn đồng học đưa ra câu hỏi về ý nghĩa của việc tạo tượng. Tôi nghĩ vấn đề này sẽ có rất nhiều người cũng có nghi hoặc như vậy. Đặc biệt là trong gần một thế kỷ trở lại đây, việc hoàn truyền Phật giáo đã bị suy giảm. Quảng đại quần chúng trong xã hội này nảy sanh nghi hoặc đối với Phật giáo. Họ ngộ nhận Phật giáo là đa thần giáo, phiếm thần giáo, phàm là thuộc về dạng này thì đều thuộc về tôn giáo cấp thấp. Tôn giáo cấp cao chỉ tôn kính một vị chân thần. Hình như trong Phật giáo cái gì cũng lễ bái, số lượng yêu ma quỷ quái rất nhiều, tạo thành sự hiểu lầm của rất nhiều người. Kỳ thực trong Phật giáo không có thần, cũng không có tiên. Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với hết thảy chúng sanh. Tại vì sao lại có hiện tượng này? Điều này chúng ta cần phải hiểu được là từ xa xưa, trước khi Phật giáo xuất hiện thì phương pháp dạy học đã được nghệ thuật hóa. Rất nhiều học thuật của thế gian ngày nay đều xem trọng nghệ thuật như là nghệ thuật cuộc sống. Nghệ thuật giáo dục, nghệ thuật học tập, nghệ thuật thương nghiệp, nghệ thuật công nghiệp, thậm chí ngay cả đến chiến tranh cũng có nghệ thuật dụng binh. Thật ra mà nói, loại hình giáo học đi theo hướng nghệ thuật hóa sớm nhất chính là giáo dục Phật Đà. Tạo tượng là một dạng trong nghệ thuật. Trong tất cả Phật Pháp, không chỉ là tạo tượng
mà mỹ thuật, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, ngay cả đến kiến trúc cũng đều biểu hiện ra sự cao độ của giáo dục nghệ thuật. Chỉ tiếc là những năm gần đây không có người giảng giải, không có người hiểu được. Nếu như bạn có thể hiểu được thì bạn đối với trí huệ của Thích Ca Mâu Ni Phật, phương thức phương pháp dạy học của Ngài, không thể không khâm phục đến năm dốc sát đất. Tạo tượng là một trong những phương thức giáo dục đó, cũng là một phương thức quan trọng. Bình thường khi chúng ta ở những nơi công cộng thường xuyên nhìn thấy những câu ngạn ngữ của danh nhân, giáo huấn của các ngài được viết treo lên ở khu vực đó nhằm nhắc nhở mọi người. Tôi cũng từng viết rồi, có người đến nhờ tôi viết. Tôi viết cho họ là thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, hoặc là những câu trên kinh Phật, hoặc là mấy câu ngạn ngữ của thánh nhân thế gian. Chúng tôi viết rồi treo ở khu vực đó để cho mọi người vừa nhìn thấy liền có thể nhắc nhở chính mình. Chúng ta cần học tập theo cổ thánh tiên hiền. Chúng tôi viết bốn chữ từ bi bác ái, mọi người nhìn thấy rồi đều rất hoan hỷ. Thế nhưng Phật Pháp tiến bộ hơn, đem từ bi bác ái tạo thành một hình tượng, khiến cho bạn càng có cảm giác cụ thể hơn. So với dụng ý của mấy chữ kia còn sâu sắc hơn. Cho nên nhà Phật dùng Địa Tạng Bồ Tát, tạo những hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, tiêu biểu cho điều gì vậy? Đó là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Vì vậy Địa Tạng là đại diện cho hiếu thân tôn sư, khiến cho bạn nhìn thấy hình tượng này liền hiểu được là tôi phải học hạnh hiếu của Địa Tạng Bồ Tát. Học sự hiếu học của Địa Tạng Bồ Tát là tôn sư trọng đạo. Đó là ý nghĩa biểu thị của pho tượng đó. Nếu nói rõ tường tận ý nghĩa này thì đó là một khóa trình. Điều đó đại diện cho một khóa trình. Khóa trình đó có Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, có Địa Tạng Thập Luận Kinh, có Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh, chuyên môn giảng về đề tài này. Khóa trình của kinh điển cần học tập ít nhất trong thời gian nửa năm. Nhưng khi bạn vừa nhìn thấy hình tượng này thì trong nội tâm của bạn sẽ tự nhiên nảy sinh toàn bộ nội dung giáo huấn của khóa trình. Cho nên so với việc chúng tôi viết cho người khác mấy chữ thì cảm xúc càng sâu sắc hơn. Đó là ý nghĩa gì vậy? Đó không phải là thần, đó là biểu pháp, là đại biểu cho pháp môn này. Lấy Quán Thế Âm Bồ Tát
làm đại biểu cho đại từ đại bi. Từ bi chính là nhân từ bác ái. Đem tâm chân thành yêu thương của chúng ta mở rộng đến khắp hư không pháp giới. Yêu thương hết thảy chúng sanh như yêu thương chính bản thân mình vậy. Ta và người không hai. Nói rõ về sự và lý của điều này cũng có ba bộ kinh. Ba bộ kinh mà Quán Thế Âm Bồ Tát đại biểu đều không phải là một bộ kinh riêng rẽ, mà là một phần bên trong của đại kinh. Bộ thứ nhất là trong Hoa Nghiêm Kinh, Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đoạn kinh văn nói về lời dạy của Quán Thế Âm Bồ Tát dành cho Thiện Tài Đồng Tử này. Trong phẩm Thiện Tài Đồng Tử 53 tham là một đơn vị bộ phận. Đơn vị thứ hai là quyển thứ sáu trong Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Kinh Lăng Nghiêm có 10 quyển. Trong quyển thứ sáu, Quán Thế Âm Bồ Tát báo cáo với Thế Tôn, và cũng nói rõ với đại chúng là Ngài làm thế nào tu hành chứng quả được, làm thế nào tu tâm từ bi, làm thế nào mở rộng tâm từ bi đến yêu thương bảo hộ hết thảy chúng sanh. Bộ kinh thứ ba nằm trong kinh Pháp Hoa, chính là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Phẩm này hoàn toàn tương thuộc về tâm từ bi bác ái, thực hiện vào trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội, thực hiện đối với các chủng loại khác nhau, dạy dỗ chúng ta làm thế nào để yêu thương hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện nghìn tay nghìn mắt. Trong kinh nghiệm của chúng ta biết là hai đôi tay chúng ta rất thuận tiện. Nếu như có nhiều tay quá, bạn nói xem sẽ rất không thoải mái. Cho nên nghìn tay nghìn mắt của Quán Thế Âm là biểu pháp. Không nên cho rằng Quán Thế Âm Bồ Tát thực sự có 1.000 đôi tay. Nếu thế thì bạn hoàn toàn sai rồi. Nghìn tay là biểu thị đôi tay vạn năng. Nghìn mắt là biểu thị sự quan sát tinh tế. Chúng sanh khổ nạn ở những chỗ cực kỳ nhỏ bé thì Ngài đều nhìn thấy rất rõ ràng. Mắt thấy tai đến, sau khi nhìn thấy sẽ có sự giúp đỡ, không thể không cứu giúp. Ý nghĩa biểu pháp là như vậy. Chúng ta nhìn thấy hình tượng này thì cần phải nghĩ đến, khi nhìn thấy hết thảy những chúng sanh khổ nạn thì chúng ta cần mạnh dạn trợ giúp. Như vậy công đức tạo tượng sẽ thù thắng bất khả tư nghị. Lại như Văn Thù Bồ Tát biểu thị trí huệ, biểu thị lý trí, cũng là nói hiếu kinh, nhân từ bác ái là lý tính chứ không phải cảm tình. Cảm tình sẽ sản sinh rất nhiều tệ nạn tật xấu. Biểu pháp của Ngài là lý trí không phải cảm tình. Người phàm thế gian bị cảm tình chi phối, có sự thay đổi quá lớn. Hôn nhân ngày nay so với thời xưa không giống nhau. Thời xưa tuy là sự kết hợp giữa người nam và người nữ là do cha mẹ sắp đặt, do lời mai mối,
Nhưng sự sâu xa trong suy nghĩ của cha mẹ không phải là dùng tình cảm để quyết định, là suy nghĩ đến hạnh phúc của chính bạn, hạnh phúc của gia đình bạn và hạnh phúc của xã hội. Cha mẹ suy nghĩ rất chu đáo, cho nên tỷ lệ ly hôn rất thấp. Thời xưa rất ít khi nghe đến có việc ly hôn. Vì sao vậy? Là do sự kết hợp của lý tánh chứ không phải cảm tình. Người ngày nay là sự kết hợp của cảm tình, không có lý tánh, nên có kiểu là sáng kết hôn, chiều ly hôn. Thế thì thành kiểu gì đây? Bạn liền hiểu được sự khác biệt giữa cảm tình và lý trí là quá lớn. Cho nên ngày xưa không phải là cảm tình, mà là có cùng một nhận thức chung, một phương hướng nỗ lực chung. Như vậy kết hợp lại gọi là chí đồng đạo hợp, không phải là cảm tình. Có cảm tình thì sẽ có sự biến hóa rất lớn. Cho nên Phật dạy chúng ta yêu thương cần dựa vào lý tánh, không phải là sự xung đột của cảm tình. Văn Thù Bồ Tát là đại biểu cho điều này, Phổ Hiền Bồ Tát đại biểu cho sự thực hiện, thực tiễn. Cho nên toàn bộ Phật Pháp không nằm ngoài việc thực hiện hiếu thân, tôn sư, nhân từ, bác ái, lý trí thực tiễn vào trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Thực hiện vào trong công việc của bạn, thực hiện vào trong việc xã giao, xử sự đối người tiếp vật của bạn. Đại thừa Phật Pháp dùng bốn vị Đại Bồ Tát này làm đại biểu.